Rồi một cặp Asil Puppy 2 tháng rưỡi nha anh em. Con mái là 7-8 lạng, con trống là gần 1 ký nha. Trạng lớn ký. Mấy con này nuôi dễ rồi. Đó. Tay tốt, dài mập lắm nha. Khung body rất là chuẩn ha. Cơ bắp. Rồi cặp Asil mã số 1. Dáng ngon nền thơ. Vượt trội luôn, dáng dày lắm. Rồi giá 900 một con nha anh em. Rồi cặp 1,8 triệu. Anh em bắt một cặp là em bao phí ship luôn nha. Bao phí ship tới tới chỗ của anh em luôn. 1,8 triệu một cặp ha. Em còn mấy cặp nữa ha. Tốt lắm. Cặp này là em thấy đẹp nhất rồi đó. Dày. Dày nung núc luôn á. Rồi. Số điện thoại em ở phía dưới màn hình nha anh em. Số điện thoại của em là 0379 486 114 nha. Rồi. Cặp này rất là tốt.